Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đạo phát tài. Con người ở đời đều tìm cái giả mà không tìm cái thật. Họ đều muốn bị người dối gạt. Nếu quý vị muốn nói chuyện thật, người ta lại không tin. Ví dụ như có người chuyên nói về đạo phát tài. Họ rêu rao rằng ai đến nghe pháp phát tài đó thì sẽ phát tài. Thế là người đến nghe không biết là bao nhiêu. Nhưng nếu quý vị nói pháp chân thật thì chẳng có ai đến nghe, bởi vì nghe mà không thể phát tài được. Còn như nói lời giả dối gạt người thì là phát tài. Vậy phát tài như thế nào? Đơn giản thôi, dù tôi có nói ra cũng không thể diễn tả được cái diệu kỳ này. Vì tất cả những ai đến nghe pháp phát tài, trước hết là mỗi người lấy ra 100 đô, sau đó họ quán tưởng 100 này biến thành 100 vạn, ngàn vạn, vạn vạn, càng nhiều càng tốt, cho đến khi 100 đô này phóng ra hào quang thì họ phát tài. Người học phép này trước hết là phải giao ra 100 đô. Quý vị nghĩ xem, kết quả là ai sẽ phát tài? Đương nhiên là người giảng pháp sẽ phát tài đó. Có 1.000 người đến nghe pháp, tức là họ sẽ thâu vào 100.000 Mỹ Kim. Nhưng rốt cuộc không phải là quý vị phát tài, mà là kẻ gạt người được phát tài. Thế mới khổ chứ. Đó gọi là nhận cái giả mà không nhận cái thật. Quý vị thử nghĩ, rốt cuộc thì ai phát tài đây? Quý vị cứ xem ở thế giới này, tuy số người đến làm lễ trong các giáo đường không phải là ít, nhưng so ra thì không bằng như ở các rạp chiếu bóng, các vũ trường và các nơi cờ bạc. Số người đến đó luôn luôn đông hơn. Quý vị nghĩ xem, vậy là đạo lý gì? Đó là vì người ta nhận giả mà không nhận thật. Họ xem chuyện giả như là gì quan trọng. Ngược lại, đối với chuyện chân thật, thời họ không thèm chú ý đến. Đó cũng là do lòng tham, lòng tranh, trong tâm có chỗ mong cầu, ích kỷ, tự lợi. Cái tâm thích nói dối, nó đang tác quái đấy. Thế là bọn họ cứ mon men đi theo những con đường không chính đáng đó. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1987. Ha ha ha, 问什么的说